Chết ba ngày rồi
từ một thầy khai lối sông lái lên trời. Người trên thiên hà thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phụng vụ tha nhân sống hiền thần. Ai theo bước ta mà muốn làm người trên thiên hà thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân sống hiền thờ. Nguyện theo bước thầy đi qua ngàn phương và muôn nẻo đường, dù gian khó vương đầy trời, nhờ lời thầy soi lối sẽ đổi thay đời. Theo bước ta mà muốn làm người trên thiên hà thì luôn kiên nhẫn, vui dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân sống hiền thần. Ai theo bước ta mà muốn làm người trên thiên hà thì luôn kiên nhẫn, dân thân, khiêm nhường mà phục vụ tha nhân sống hiền thân.